Hôm nay là mình lại gặp cả nhà để chia sẻ tiếp tục với cả nhà về một cái chủ đề về thuế nữa nha, thuế của ngành nail nha. Nhưng mà trước khi đó là chị sẽ cho các bạn xem ngày hôm nay cái bộ trang phục của chị đang mặc là gì. Đây là chị sẽ cho các bạn xem. Đây là một chiếc áo cổ lọ. Như mình đã nói với các bạn vậy đó, là chị rất là thích mặc áo cổ lọ ha. Đây là một chiếc áo cổ lọ không có tay. Đó thì chị thích những cái kiểu đơn giản như vậy ha, không có họa tiết nhiều, chỉ là cổ lọ và áo sắc nắp như vậy. Đó thì đây là, vì cái áo này nó dài các bạn, mà chi thì chi không thích mặc những cái dạng áo dài, cho nên là những cái áo mà nó dài phủ mông á thì thường một là chi sẽ mặc với những cái quần legging, còn không thì chi sẽ bỏ vào thùng. Thì hôm nay là chi muốn bỏ vào thùng cho các bạn xem ha. Chi đóng áo và đây là cái phần áo trước, chi cho các bạn xem cái phần trên trước nha. Đây là phía sau các bạn. Đó thì tóc của mình ngày hôm nay là mình để cái tóc kiểu này, là chi nghĩ là nó sẽ phù hợp với lại cái bộ đồ ngày hôm nay nha. Thì đây là mái tóc của chị ngày hôm nay đó. Các bạn nhìn phía sau rất là đẹp đúng không? Đó, mình cho các bạn xem nha. Rồi, đây là cái phần phần trên của chiếc áo. Thì cũng như mọi ngày thì các bạn thấy mình phối cái bộ dây đeo này là mấy ngày trước mình đã phối vào những cái bộ đồ trước rồi. Nhưng mà cái này nó vẫn phù hợp với lại cái bộ đồ ngày hôm nay đúng không các bạn? Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nguyên một cái bộ đồ hôm nay mình phối nha. Đây là cái quần tây các bạn. Quần á là giống như là nó là một cái chất liệu vải mà như là không phải là quần jean mà không phải quần legging luôn, mà nó chỉ là quần cái dạng quần tây đó ha. Thì chị sẽ đóng vào thùng như vậy, chị sẽ cho các bạn xem. Đây là nguyên bộ trang phục của chị ngày hôm nay. Các bạn có thấy không ha? Để mình để cái camera lại chút xíu cho các bạn nhìn rõ nguyên bộ đồ của mình. Đó. Đây là bộ đồ của mình. Và mình sẽ đi với lại cái đôi giày đế xuồng một chút xíu, có nghĩa là cái đôi giày của chị nó cũng hợp với lại cái bộ đồ này luôn. Đó, cái đôi giày của chị ngày hôm nay là đôi giày này. Đó, đây là bộ đồ ngày hôm nay của chị đây. Thì các bạn thấy thế nào? Đây nó có hai cái túi nè các bạn. Mình thích mấy cái dạng quần như vậy nè, cái mình đóng vô thùng nè, rất là đẹp đúng không các bạn? À, thì cái áo này là chị sẽ phối cho các bạn xem áo khoác phối như thế nào cho nó đẹp nha. Đây là chị có hai chiếc áo khoác. Áo như thế này thì bạn có thể phối được hai cái dạng áo khoác khác nhau. Thì đây là chị sẽ phối một cái áo khoác này là áo khoác ngắn tay. Thì nó sẽ có một cái vẻ rất là trẻ trung các bạn. Các bạn thấy không? Áo ngắn tay như vậy nè, thì mình phối với lại cái áo này thì nó ra một cái kiểu dạng khác. Rất là năng động, trẻ trung, đúng không các bạn? Đó. Nó vẫn tạo được cái dáng cho mình. Đó. Nó vẫn tạo được cái dáng cho mình. Đây là một cái kiểu mà phối giống như mình đi chơi cũng được, hay là mình đi đâu cũng được, và mình cho nó thoải mái giống như là năng động trẻ trung hết các bạn. Thì đây là một kiểu áo khoác này mình có thể mình phối. Chi cực kỳ thích những cái dạng áo khoác như thế này nha các bạn. Đó, đây là áo khoác sắc đắp ha. Và mình thay đổi áo khoác khác cũng là màu đen, thì cái tông màu như thế này thì chi nghĩ là nó phù hợp nhất là mình khoác những chiếc áo màu đen nha. Đây là chiếc áo khoác vest. Chị thích những cái chiếc áo khoác vest như vậy. Các bạn thấy không, thay cái chiếc áo này vô thì cái diện mạo nó lại khác. Có nghĩa là cái này thì nó lại dạng là lịch sự và giống như là văn phòng đó các bạn. Thì họ cũng có thể họ mặc được như vậy. Những người giống như làm công sở đó thì họ có thể là họ mặc được giống như vậy nè. Đó, thì đây là chiếc áo khoác vest này. Áo khoác vest lửng nha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái ngoài sau nè, cái eo nó rất là đẹp đúng không? Đó, đây là cái áo khoác vest và chị cực kỳ thích. Đó. Thì trang phục đi làm của chị ngày hôm nay là như vậy. Rồi, một vài phút để khoe cho các bạn xem là hôm nay mình mặc gì ha. Thì bây giờ mình sẽ trò chuyện với các bạn đây. Thì ngày hôm qua đó chị có post một cái video mà nói về vấn đề mà khai thuế dành cho những người thợ nail đó các bạn. Thì đây là cái việc mà cách đây mấy ngày hôm trước mà chị đi khai thuế đó, thì chị cũng vô tình là chị biết được là những người thợ nail, mà những người mà bị đóng thuế lại đó, mà nếu như mà mình muốn mà đóng thuế cho nó nhẹ hơn, có nghĩa là nó sẽ giảm được cái số tiền thuế mình đóng đó, thì sẽ có một cái cách này. Cho nên là nhờ cái anh nhân viên mà khai thuế, anh nhân viên mà làm thuế cho mình đó, anh hướng dẫn cho mình, thì mình mới cảm thấy rằng đó cũng là một cái cách hay. Cho nên là chị muốn chia sẻ cho tất cả mọi người biết được cái cách này,
Và cái cách mà Chi chia sẻ này á, thì nó có thể là Chi cảm thấy là nó cũng không phải là phù hợp với tất cả mọi người. Bởi vì những người mà được hoàn thuế mà hoặc là lãnh thuế lại thì họ sẽ không quan tâm tới cái vấn đề này. Hoặc là những người mà họ không có cái số tiền dư, có nghĩa là họ không có thể nào mà để ra một cái khoản tiền mà giống như là để mà mình đóng vào cái tiền tiết kiệm đó, cho nên là mình sẽ không áp dụng được với cái hình thức này nha các bạn. Thì đây là cái hình thức mà Chi cảm thấy là nó phù hợp với Chi mà Chi đã làm mà cái cách này và đã giảm được tiền thuế rất là nhiều. Thì cũng như là Chi đã chia sẻ với các bạn rồi, cái nghề nail á là khi mà mình nhận thuế á, là mình sẽ nhận đủ cái tiền check của mình trong vòng 2 tuần mình lãnh một lần, thì cái check đó là mình deposit vô hết, thì mình sẽ không có trừ, trong đó chưa có trừ tất cả những cái tiền này tiền kia, cho nên là mình lãnh rõ số tiền đó thì mình sử dụng hết cái số tiền đó của mình, và cuối năm mình phải tổng cộng lại tất cả các check mà mình lãnh trong năm để mà mình phải khai thuế trên tổng cái thu nhập mỗi năm của mình. Bởi vì mình lãnh thuế theo dạng 1099, còn cái W2 á, thì ngày hôm qua trong video hôm qua Chi đã có giải thích rồi. Thì hôm nay Chi giải thích thêm một chút về cái W2 á các bạn. Có nghĩa là cái W2 á, là ông xã mình á, là làm ở công ty á, thì họ sẽ trả cái lương qua cái W2 đó. Thì trong cái W2 đó thì có nghĩa là tiền lương của nhân viên đó là họ sẽ trừ ra mỗi một tháng là vài phần trăm, có nghĩa là bao nhiêu phần trăm trong cái tổng số thu nhập của mình trong mỗi tháng, và họ sẽ trích bao nhiêu phần trăm, ví dụ 2%, 3%, 4% gì đó trong cái số lương để mà họ trích qua chuyển qua cái phần mà 401k, là cái mà giống như cái quỹ lương hưu của mình á. Thì khi mà ông xã Chi ông đó là trích ra như vậy đó, thì chính phủ họ sẽ hỗ trợ cho mình, có nghĩa là mình đóng vào 2% thì chính phủ sẽ bỏ vào 2% cho mình, là mình có được 4%. Và cái quỹ lương hưu đó là mình để cho tới khi mà mình nghỉ hưu thì mình sẽ lấy cái tiền 401k đó ra. Đó là cái cách mà những cái người mà đi làm hãng hoặc là làm công ty họ có một cái khoản tiết kiệm như vậy. Ngoài ra thì ông xã mình nói là anh xã mình cũng còn có một cái khoản tiết kiệm riêng nữa, là cũng giống như là một cái cách mà trích thêm một cái tiền cho cái IRA hay là cái role, hôm qua anh nói về cái từ tiếng Anh gì mà Chi quên rồi, có nghĩa là thêm một cái khoản tiền tiết kiệm nữa, là mỗi tháng ảnh bỏ vào đó nữa, có nghĩa là hai khoản tiền tiết kiệm đó. Thì khi mình nghỉ hưu là mình có hai cái khoản tiền, một là cái khoản tiền 401k và một cái khoản tiền khác nữa để mình giảm cái thuế mình đóng lại. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà Chi đến Chi đóng thuế năm nay á, Chi khai thuế đó, thì cũng như Chi với ông xã Chi hai người khai thuế thì đóng thuế lại rất là cao. Thì Chi cũng có nói với lại cái người khai thuế đó, là Chi nói như vậy thì mình không biết bằng cách nào mình có thể mình đóng cho thuế nên nó rẻ lại. Thì cái người khai thuế đó có hướng dẫn cho Chi rằng nếu như mà Chi muốn đóng thuế lại cho nó rẻ đó, thì chỉ có một cách là mình mở một cái tài khoản ở tại ngân hàng là IRA, có nghĩa là cái tài khoản đó giống như là một cái quỹ hưu trí mà mình trích ra mỗi một năm, có nghĩa là tối thiểu nha các bạn là 5.500 đô là trên cái thu nhập, tổng cái thu nhập khai thuế của mình, thì mình đóng vào đó 5.500 đô, giống như bỏ vào cái quỹ đó, giống như là mình đầu tư, mình để đó, giống như chính phủ họ sẽ lấy cái tiền của mình để họ đầu tư, và mình không được quyền lấy cái số tiền đó ra cho đến khi mà mình được trên 59 tuổi rưỡi, có nghĩa là 60 tuổi đó các bạn, thì mình sẽ rút được cái tiền đó ra và cái tiền đó là mình không phải đóng thuế. Thì đó là một cái cách mà cái anh mà làm ở văn phòng khai thuế đó, ảnh có hướng dẫn cho mình. Thì ảnh nói là nếu như mà mình có một cái số tiền dư ha, ảnh nói là nếu như mình có cái số tiền dư mà mình có thể có khả năng mà mình bỏ vào đó để mà mình đóng như vậy đó, thì cái thuế của mình nó sẽ rẻ, nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Chỉ lấy một cái ví dụ, thí dụ như là bây giờ cái thuế của Chi một năm là 30.000, tổng thu nhập nguyên một năm của Chi là 30.000, đúng không các bạn? Thì sau khi mình khấu trừ những cái tiền supply, những cái tiền mà có nghĩa là để mà mình đầu tư cho cái công việc của mình đó, thì khoảng 5.000 đi, Chi lấy một cái ví dụ ha, 30.000 là tổng thu nhập, và trừ ra 5.000 là cái tiền chi phí là đi lại rồi supply, rồi những cái dụng cụ mà mình mua để mà phục vụ cho nghề của mình đó, thì còn là 25.000. Thì nếu như mình không có mở cái tài khoản IRA đó, thì mình sẽ đóng tiền thuế trên số tiền mà 25.000 đô đó, thì mình sẽ nhân lên 30-35% gì đó, thì mình sẽ đóng trên cái số tiền đó. Nhưng nếu như các bạn có một cái khoản tiền dư
thì mình sẽ đóng vào cái quỹ IRA đó, mình mở một cái tài khoản tại ngân hàng với cái tên gọi là IRA, IR với lại chữ A đó các bạn. Thì mình sẽ bỏ vào đó 5.500 vào trong cái khoản tiền tiết kiệm đó. Thì mình chỉ đóng lại cái số tiền của mình là chỉ có 19.500 thôi, đúng không các bạn? Mình nhắc lại ha. Ví dụ 30.000 tiền thuế của tiền thu nhập của mình, trừ ra 5.000 tiền chi phí phát sinh cho cái vấn đề mà công việc của mình thì còn là 25.000. Và mình trừ ra 5.500 cái tiền mà mình bỏ vào cái tài khoản quỹ hưu trí của mình, IRA đó, là 5.500, thì mình chỉ có khai thuế trên cái số tiền 19.500 của mình thôi. Thì cái số tiền thuế của mình nó đóng lại rẻ rất là nhiều. Thì như mình thấy rằng cái số tiền của mình khai thuế năm vừa rồi á, thì theo như cái cách của cái anh này đưa ra cho mình đó, thì nếu mà cái cách mình bỏ vào 5.500 như vậy thì chi khai thuế năm nay chi rẻ hơn á, là có nghĩa chi đóng thuế thấp hơn khoảng được 1.700 đô. Chi để có thay vì không có cái khoản IRA đó, chi sẽ đóng thuế trọn cái số thuế của chi là nó không được giảm được 1.700 đô. Thì trước tiên đó là mình đã thấy là mình đã mỗi năm mình giảm được cái số tiền 1.700 đô tiền thuế rồi đó các bạn. Nếu mà không có số tiền đó thì mình sẽ đóng như vậy đó. Nhưng mà do mình mở cái tài khoản đó, mình bỏ vào đó, thì nếu mà nói như vậy thì mình cảm thấy là nó có lợi hơn rất là nhiều, đúng không các bạn? Nhưng mà cái này á, là theo như thấy, chi thấy á, là nó chỉ phù hợp với những người mà như ví dụ bạn có một cái số tiền dư, một cái số tiền, cái khoản tiền mà bạn không có dùng đến, thì mình có thể giống như mình bỏ vào đó để mình tiết kiệm, thay vì những người mà người ta đi làm hãng hay là làm công ty, người ta có cái những cái khoản đóng thuế theo dạng mà W2 đó, thì người ta đã có trích cái khoản tiền 401k rồi. Còn mình thì mình lãnh cái thuế mà 1099 này, mình không có cái dạng W2, nhưng mà mình mở cái tài khoản IRA này, mình bỏ cái tiền của mình mỗi năm 5.500 hoặc 6.000 vào, thì đó cũng giống như là mình bỏ cái tiền 401k, cái quỹ hưu trí của mình vậy. Và số tiền này các bạn sẽ không được lấy ra cho đến khi mà bạn được hơn 59 tuổi rưỡi, có nghĩa là khoảng 60 tuổi đó, thì mình mới được lấy ra cái số tiền đó, trọn số tiền đó của mình. Còn nếu như trong khoảng thời gian bây giờ các bạn mở cho đến khi mà mình lấy cái số tiền đó ra đó, mà mình muốn mình lấy ra bất cứ lúc nào cái số tiền của mình á, thì mình sẽ bị phạt cái số tiền 10% trên cái số tiền mà mình rút ra, và mình phải đóng lại cái tiền thuế mà họ đã giảm cho mình. Tiền thuế mà họ giảm cho mình, giống như năm nay chị đóng nè, ví dụ chị đóng cái, chị mở cái tài khoản đó thì chị đóng thuế rẻ hơn được 1.700 đi, chị tính như vậy ha, cho nó dễ hiểu cho trường hợp của chị. Nhưng nếu như mà chị đóng ví dụ 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó, chị không đóng nữa, chị ngừng, hoặc là chị rút cái số tiền đó ra, cái số tiền mà mình mở cái tài khoản IRA đó, thì chị sẽ đóng phạt 10% trên cái tổng số tiền đó, và chị lại phải đóng lại cái tiền thuế mỗi năm của chị rẻ 1.700 đô đó, chị phải đóng trở lại cho chính phủ. Bởi vì mình mở cái tài khoản đó có nghĩa là chính phủ họ sẽ trừ ra cái khoản tiết kiệm của mình, là họ không đánh thuế trên cái khoản tiền mà mình đã bỏ vào đó. Cho nên mình chỉ đóng thuế rẻ hơn, và đổi ngược lại là mình phải để cái khoản tiền đó cho đến khi mình 60 tuổi mình mới được lấy ra. Thì theo như ông xã chị đó, thì ông nói rằng khi mà mình mở cái số tài khoản đó thì mình không được lấy ra, nhưng mà mình có quyền mình đầu tư. Chẳng hạn như ảnh nói là giống như ảnh lấy cái số tiền đó, ảnh đầu tư vào cái khoản là ảnh mua chứng khoán, ảnh tìm những cái công ty chứng khoán đó và ảnh lấy cái số tiền đó anh đầu tư vào chứng khoán, thì mình có thể phát sinh ra lợi nhuận từ những cái đầu tư chứng khoán đó, có thể lên hoặc xuống, thì cái số tiền của mình nó gia giảm. Nhưng mà cái số tiền mà mình mở trong cái tài khoản IRA đó thì mình sẽ đầu tư được trong những chứng khoán hay đầu tư những cái gì đó, chứ mình không được có rút tiền ra. Cho nên á, là nói tóm lại là hôm nay á, năm nay, năm ngoái thì chị không biết điều này, nhưng mà năm nay thì chị mới hỏi, thì cái anh khai thuế anh nói rằng tại vì cái trường hợp này á, nó không có rộng rãi và nó không có phù hợp cho tất cả mọi người. Như những người như chị nói rồi đó, là người ta hoàn thuế lại thì người ta không quan tâm. Còn đối với những người mà mình nói ra vấn đề này đó, thì đối với những người mà người ta không có điều kiện mà người ta có thể dư mỗi một tháng một cái số tiền 5.500 đó, thì người ta sẽ nghĩ rằng bây giờ mình phải bỏ một khoản tiền đóng thuế khoảng 5-7.000 rồi, mà bây giờ bỏ thêm cái khoản tiền mà 5.500 này vào cái quỹ hưu trí đó nữa đó, thì tổng cộng phải là 10.000+, cũng trên 10.000, thì đó là một cái số tiền không có phải là nhỏ. Cho nên là có nhiều người, người ta chọn cái cách là người ta thà đóng thẳng thét như vậy, hoặc là người ta claim vào những cái gì được thì người ta có thể người ta claim vào để người ta đóng thuế giảm lại thôi. Nhưng mà đối với chi thì chi thấy rằng với cái cách mà năm nay mà cái người khai thuế hướng dẫn cho chi là mở cái tài khoản IRA đó đó, để mà mình bỏ vào cái tiền quỹ hưu trí đó, thì mình thấy là nó hay, có nghĩa là nó phù hợp với cái hoàn cảnh của chi. Và chi thấy rằng giống như là
mình đóng thuế đã rẻ hơn được 1.700 đô là mình đã thấy là có nghĩa là khi mà mình bỏ cái số tiền 5.500 của mình vào đó thì đó cũng vẫn là còn nguyên của mình. Mình để dành ví dụ một năm 5.500 đi, 10 năm, bây giờ năm nay là khoảng 15 năm sau đi, thì mình lấy ra mình cũng có được hơn 100.000, trăm mấy chục ngàn khi mình về hưu rồi các bạn, đúng không? 5.500, 10 năm là 50 mấy ngàn, thì một năm là nó 10, coi như là 15 năm chứ hả? 15 năm, bây giờ 45 tuổi, 60 tuổi là khoảng 15 năm nữa, thì mình lấy ra một cái số tiền nó cũng khoảng được 80 ngàn, gần 100 ngàn đó các bạn. Là khi mình về hưu là mình đã có số tiền gần 100 ngàn rồi. Có nghĩa là giống như mỗi một tháng mình bỏ ra vài ngàn, mình cứ coi như là một cái khoản tiết kiệm, một năm chứ, mình cứ coi như một năm mình tiết kiệm ra mấy ngàn. Mỗi một tháng mình trích ra khoảng 500 đô để mà mình để ra một cái khoản tiết kiệm đó. Thì cuối năm mình khi mà mình khai thuế á, là mình sẽ đóng thuế nó nhẹ lại rất là nhiều so với mà mình không có mở ra. Cho nên á, Chi cảm thấy rằng á, cái mà mình việc mình mở cái tài khoản IRA này, đó là cái quỹ hưu trí này đó, thì nó rất là có nghĩa là nó phù hợp với hoàn cảnh của mình và những người nào mà có thể có một cái khoản tiền tiết kiệm. Thì nó sẽ có lợi cho mình hai cái. Một là mình sẽ có một cái khoản tiết kiệm nhất định, cố định mà mình phải làm. Và sau đó là mình mà tới 50-60 tuổi là mình đã có một khoản tiết kiệm rồi, giống như những người đi làm hãng rồi. Và một cái lợi nữa là mỗi năm mà mình đóng thuế là mình sẽ được trừ cái phần tiền đó ra. Thì mình không khai thuế trên cái tiền đó, là mình đóng tiền thuế mình sẽ giảm lại được rất là nhiều đó các bạn. Giảm từ 1.500 tới 2.000-3.000 tùy theo cái income của bạn nha. Tùy theo cái income của mình ít hay nhiều. Nhưng với cái income của mình, trường hợp của mình là mình thấy là năm nay mình giảm được 1.700 đô tiền thuế. Nếu mà không có mở cái tài khoản IRA này thì Chi sẽ không có giảm được 1.700 đô mà Chi phải đóng thêm vào đó. Đó cho nên là năm nay á, là Chi mới cảm thấy rằng cái người khai thuế đã hướng dẫn cho Chi như vậy là Chi làm liền. Có nghĩa là khi anh xã Chi anh hỏi Chi là có muốn làm như vậy hay không, Chi nói ok. Có nghĩa là làm như vậy là giống như mình có một cái khoản tiền tiết kiệm rồi và Chi cũng muốn cái điều đó. Mặc dù là giống như bây giờ có những người đi làm nail thì người ta nghĩ rằng người ta có thể là bỏ vào ngân hàng để mà người ta lấy tiền lãi mỗi tháng, thì 1 năm, 10 năm người ta cũng vẫn có cái số tiền rồi, thì khi nào người ta muốn lấy ra lúc nào người ta lấy. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có một cái quy định các bạn. Bởi vì cái số tiền này bạn đóng vào đó rồi thì có nghĩa là chính phủ trừ ra mình không phải đóng thuế trên cái số tiền của mình. Cho nên là mình rất là lợi. Chia theo như chị cảm thấy là mình có lợi là mình đóng thuế nó rẻ lại được rất là nhiều so với cái số tiền mà mình không mở cái tài khoản đó. Và mình có một cái số tiền hưu tiết kiệm mỗi tháng mình dành ra vài trăm đô thôi, thì mình quên nó đi, mình cứ mỗi tháng vài trăm đô mình để ra như vậy, thì sau khi mình nghỉ hưu là mình cũng có một cái khoản tiền để cho mình có thể mà dưỡng hưu rồi đó các bạn. Vì vậy hôm nay là Chi muốn chia sẻ với các bạn một cái vấn đề này, đó là Chi cũng cảm thấy khá là mới mẻ với mình. Bởi vì có thể là cái này là cũng đã lâu lắm rồi nhưng mà Chi chưa bao giờ Chi nghe hết. Chỉ có năm nay Chi đi khai thuế là Chi cái người khai thuế hướng dẫn cho Chi làm cái điều đó, và Chi đã mở cái tài khoản IRA đó. Ông xã Chi đã làm giùm cho Chi cái vấn đề đó và đã bắt đầu từ năm nay là Chi sẽ làm cái cách này để mình đóng thuế nhẹ lại và mình có một cái khoản tiền hưu trí sau này đó. Thì đó là nội dung hôm nay là Chi muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Thì Chi không biết là có bạn nào hay là có những người mà đã từng đi làm đóng thuế hay là nói chung là về nghề nail đó, thì có bạn nào đã biết được cái vấn đề này hay không ha. Cho nên là Chi biết là nó sẽ phù hợp với từng trường hợp và từng cái hoàn cảnh. Đó, giống như nếu như bạn có một cái số tiền dư thì Chi thấy là cái cách này là cái cách hay nhất để mà mình đóng thuế nhẹ hơn, đóng tiền thuế nhẹ hơn mỗi năm, và mình có cái số tiền tiết kiệm mà mình không cần phải lo nghĩ là về sau này khi mà mình về hưu là mình không có cái tiền hưu giống như những người đi làm hãng. Đó, thì theo như Chi là Chi thấy những cái điều này nó phù hợp với Chi, thì Chi cũng muốn chia sẻ một chút cho tất cả mọi người hiểu thêm về cái việc mà đóng thuế về nghề nail là như thế nào để cho nó nhẹ hơn một chút nha. Thì cái video này Chi nghĩ rằng nó chỉ phù hợp với những người có hoàn cảnh tương tự như mình thôi. Còn những bạn nào mà đã lãnh tiền thuế rồi, về rồi hoàn thuế thì không cần quan tâm tới cái những điều Chi chia sẻ nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã xem cái chia sẻ của Chi ngày hôm nay. Hy vọng rằng một chút thông tin nho nhỏ gửi đến cho tất cả các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn nào thấy cái video của Chi có cảm thấy hay thì các bạn cho mình một like để mà ủng hộ tinh thần cho mình nha. Và bạn nào chưa có đăng ký kênh của Chi đó thì hôm nay nhớ đăng ký subscribe cái kênh của Chi để mà có thể thấy thêm được những video mới của Chi post lên. Và các bạn đừng quên bấm cái chuông bên cạnh cái chữ subscribe
thì các bạn sẽ luôn nhận được cái video của Chi post lên mỗi ngày một cách sớm nhất. Các bạn là những một trong những người đầu tiên sẽ nhận được những cái video của Chi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha.